robot lắp ráp biến hình Transformer gồm Optimus, Bumblebee, Tyrannosaurus, Chisatop và hai phiên bản hợp kim Dark Sky gồm hai màu đỏ và đen, xanh, hình ảnh đẹp. Mô hình lắp ráp hai trong một robot thành ô tô và ngược lại. Được làm từ vật liệu nhựa cao cấp kết hợp hài hòa với các khớp và siêu bền. Giúp trẻ tăng sự sáng tạo và tư duy, rèn luyện kỹ năng kiên nhẫn phối hợp của bé.